Xin chào các bạn nha, các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay cũng là thời điểm giáp Tết Nguyên đán năm 2020. Mình xin gửi lời chúc nhá tới tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn luôn quan tâm theo dõi kênh Top 5 của mình. Và mình cũng sẽ muốn làm một video ngày hôm nay về những điểm còn hạn chế trên mẫu xe Honda Winix để anh em có thể tham khảo và nhìn nhận các bạn nhá. Cũng như các video trước đây thôi, thì mình xin phép được đưa ra ý kiến chủ quan của nhân mình sau hơn 6 tháng sử dụng và trải nghiệm mẫu xe này. Với những gì mình biết được về Honda Winix thì đây có lẽ cũng là ý kiến chung của tất cả mọi người. Và mình mong rằng các bạn sẽ theo dõi hết video này của mình. Và một điều nữa mình muốn nói là những cái nhận xét của mình sẽ được đánh giá dựa trên yếu tố nhá của một khách hàng luôn, để có thể đưa ra một cái nhận xét khách quan nhất, ok nhất ở thời điểm này. Như các bạn biết rồi, sau khi ra mắt vào giữa tháng 7 vừa qua ấy, thì Honda Winix đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều trên nhiều những diễn đàn lớn về xe cộ tại Việt Nam nhá. Bên cạnh những ý kiến nhá, ủng hộ xe là bề thế hơn này, hợp với dáng của mô tô hơn trước, giá bán thì cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, thì còn có nhiều bạn ấy thì luôn vạch ra hàng loạt những cái nhược điểm trên mẫu xe Honda Winix mới này. Thì sau đây ấy, để có thể nhìn nhận một cách chính xác thì mình sẽ đưa ra và điểm qua 5 điểm hạn chế trên mẫu xe Honda Winix 2020 như sau để các bạn có thể nhìn nhận nhá một cách chính xác, chi tiết nhất. Điểm hạn chế thứ nhất có nghĩa là phần thiết kế được vay mượn từ các người anh em. Winix được đánh giá là gom góp các chi tiết từ rất nhiều người anh em của mình. Trước tiên nhá, đầu tiên nhất chính là phần đầu xe bề thế, mang dáng dấp của các dòng xe tay ga thể thao như các mẫu xe như Honda Airblade này hay Honda Vario, với phần đèn pha lớn được đưa ra phía trước đặt hạ xuống dưới các bạn nhá, đặt ở phần mặt nạ. Cụm đồng hồ và tay nắm sau ấy lại được lấy từ những cái mẫu xe, ví dụ như mẫu xe Honda CPR 150R. Còn hai đèn xi nhan trước này, ống xả và phần đuôi xe thì lại gần giống với những mẫu xe mô tô khác. Trong khi đó thì một số những bộ phận như phần bánh mâm ấy và yên xe lại được thừa hưởng từ những cái đời trước đây của Honda Winner V1. Điều này vừa là nhược điểm nhưng cũng sẽ là những cái ưu điểm nếu như các bạn nào ấy thích cái sự bề thế phá cách độc tôn của mẫu xe Honda Winix, một mẫu xe côn tay ở phân khúc 150 phân khối. Tiếp theo là điểm hạn chế thứ hai là phần đèn xi nhan rườm rà. Đây là một trong những cái điều mà anh em cũng chưa ưng ý ở cái mẫu xe Honda Winix này. Nhiều người cho rằng ấy, vị trí đèn xi nhan đặt trên xe Honda Winix treo sang hai bên yếm xe là không hợp lý. Việc đặt đèn báo rẽ này như các mẫu xe phân khối lớn thì mình không nói, nhưng với mẫu xe này sẽ khiến cho việc di chuyển là khó khăn hơn vì dễ va quẹt này, hoặc và với các cái phương tiện khác hay những vật thể khác khi các bạn dừng đỗ xe hoặc đi vào những cái vị trí mà nó hơi hẹp một chút nhá, thì bộ phận này rất dễ gãy luôn, đặc biệt là khi tắc đường này hay là di chuyển vào ngõ ngách chật hẹp như mình đã nói rồi. Đây cũng là một nhược điểm mà hầu hết các anh em phản ánh, và cũng gần như anh em ấy khi mua mẫu xe Honda Winix về đều chế cho mình nhá trên chiếc xe Honda Winix ấy những cái chiếc đèn xi nhan nhỏ gọn hơn. Như các đèn xi nhan mai rùa này hay đèn xi nhan mũi tên mà rất nhiều những bạn trên hội nhóm Honda Winix của mình ấy cũng đã đăng lên rồi. Thật sự ấy, thì điều này cũng không đáng lo ngại lắm, tức là các bạn có thể thay được và rất rẻ thôi. Chỉ dao động trong khoảng từ 90 đến 100 nghìn là các bạn có thể thay cho mình cái phần đèn xi nhan nhìn ok hơn rất là nhiều cho mẫu xe Honda Winix nhá. Điểm hạn chế thứ ba là những cái loạt tiện ích thiếu tính ứng dụng. Các bạn, mình nhắc lại các bạn ấy, là điểm thứ ba là loạt tiện ích thiếu tính ứng dụng. Phần yên xe thì lại khá ngắn, chỗ để chân của người ngồi sau thì đặt cao, khi các bạn chạy đường dài ấy, sẽ khiến cho bị mỏi chân này, gây mỏi chân cho người ngồi phía sau. Và đặc biệt hơn nữa ấy, nếu các bạn nào mà các bạn đã biết rồi đúng không, nếu đi trong gia đình ấy, có gia đình khoảng tầm hai bố mẹ và một đứa con ấy, thì ngồi trên chiếc xe Honda Winix ấy thường như là rất là ngắn và khó có thể ngồi được, chỉ phù hợp cho những bạn nào đi hai người thì có thể nói là ok hơn một chút thôi. Và tiếp theo nữa là phần ống xả thì có âm thanh lớn theo phong cách thể thao, nhưng nhược điểm lại khá ồn ào. Không phải ai cũng thích cái điều này cả, nhất là các bạn mà khi lái xe về nhà vào phần đêm muộn, lúc đêm muộn các bạn nhé. Đó là một điều cũng là hạn chế trên phần ống xả này. Tiếp theo nữa là cái tiện ích về phần ổ khóa vẫn là loại cắm chìa. Trong bối cảnh mà hiện nay ổ khóa thông minh Smart Key được sử dụng cho rất nhiều các loại xe khác nhau, thì hiện nay Honda Winix vẫn sử dụng cái ổ khóa được cắm chìa này. Tuy nhiên đã được tích hợp cái phần mở yên trên phần chìa khóa rồi, nhưng mà mình vẫn mong muốn rằng Honda Winix là một mẫu xe cũng là dòng xe cao cấp rồi, côn tay rồi, nên muốn có cho mình, phải có cho mình những cái sở hữu công nghệ mới hơn, tiên tiến hơn, đặc biệt hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key thì chắc chắn sẽ là một cái điều các bạn quan tâm hơn rất là nhiều các bạn nhé. Và điểm thứ tư mình muốn kể đến các bạn chính là trái tim của xe vẫn là cũ. Động cơ của Honda Winix vẫn là loại cũ nhá, tức là cái mẫu xe Honda Winix V1 được lắp lên mà thôi. Với
cái phần sử dụng khối động cơ là DOHC này, xi lanh đơn làm mát bằng dung dịch với dung tích xi lanh là 149,1 phân khối, sản sinh ra công suất tối đa chỉ ở mức là khoảng tầm là 11,5 kW này, tức là tương đương với khoảng tầm là 15,4 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại vào mức là 13,5 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Nếu các bạn nhá đã từng theo dõi những cái mẫu xe của các bên các nước bạn Indonesia này hay Malaysia ấy, thì những mẫu xe Honda Winner V2 chính hãng luôn, được nâng cấp lên những cái phần mặt đồng hồ ấy, lại cho ra cái khối động cơ rất là cao, lên tới là tầm trên 16 mã lực cơ, 16,3 mã lực, làm cho chiếc xe trở nên là mạnh mẽ hơn, khỏe hơn rất là nhiều. Nếu như bạn nào quan tâm đến những dòng xe như là Supra GTR 150 này, đấy một số mẫu xe của Indonesia các bạn nhé. Điểm hạn chế cuối cùng là điểm hạn chế thứ 5 mình muốn kể đến các bạn ấy là không có cốp xe. Đây có lẽ là một điểm hạn chế mà không chỉ mẫu xe Honda Winner đâu, mà rất nhiều những cái mẫu xe khác trong phân khúc 150 khối, những mẫu xe côn tay dường như đã bị loại bỏ vì cái kiểu dáng thể thao phong cách mà. Winner có một nhược điểm mà đối với những tay lái các bạn di chuyển đường dài ấy, thì các bạn luôn muốn cho mình là có những cái phần cốp xe thì nó sẽ nhiều gọn gàng hơn, thay vào việc các bạn phải lắp thêm những cái phần như phần những cái hộp đồ ghi bi vân vân các bạn nhé. Nếu như các bạn là trường hợp không có thì các bạn bắt buộc phải sở hữu cho mình hoặc lắp lên cho mình thôi những cái thùng đồ ghi bi hoặc phía trước hoặc phía sau để tăng thêm cái diện tích treo đồ. Tuy nhiên ấy, cái phần đó lại tạo ra những khoảng cách và vướng víu, nó gây khó chịu hơn, nhìn nó cảm giác nó không được thể thao cho lắm. Chính vì vậy mà điều này đồng nghĩa với việc là khi các bạn di chuyển đường dài thì các bạn sẽ bị thiếu mất cái phần để cái phần trong phần những cái đồ ở trong phần cốp xe, gây ra một cái sự phiền toái nhất định với những bạn nào mà không muốn những cái mẫu xe của mình mà có cho mình những không muốn mà có những cái cốp xe như vậy nhé các bạn nhé. Đây là một điều mà chắc chắn nhiều bạn sẽ phải phân vân khi lựa chọn những mẫu xe côn tay với những cái mẫu xe thấp hơn mà có cái cần cốp xe, để có thể để cho mình một chiếc áo mưa thôi cũng rất là ok rồi. Hiện nay thì như các bạn cũng đã biết rồi, những ý kiến khen chê với mẫu xe Honda Winner này vẫn còn đang tiếp diễn trên các diễn đàn về ô tô xe máy vân vân các bạn nhé. Trong đó thì quan trọng nhất vẫn là ý kiến khi đối chiếu cái mẫu xe Honda Winner này với các cái mẫu xe đối thủ khác trong cùng phân khúc, ví dụ như Yamaha Exciter này hay là Suzuki Rider R150 vân vân. Đấy là những cái mẫu xe đối thủ trực tiếp với Honda Winner luôn. Nhưng nói gì thì nói thì các bạn cũng phải nên lưu ý vì cái phần giá bán mới là phần quan trọng. Sau năm cái phần bên trên mình đã nói rất là chi tiết cụ thể đến các bạn rồi thì mình có thể khẳng định một điều ấy, những cái lỗi rất nhỏ trên mẫu xe Honda Winner này, nó là những cái lỗi nó là cố hữu rồi, nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ có những cách để thay đổi để làm chiếc xe Honda Winner đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng cái phần giá bán mình muốn kể đến các bạn ngày hôm nay chắc chắn các bạn sẽ phải lưu ý và lưu tâm hơn rất là nhiều các bạn nhé. Hiện tại thì Honda Winner bán tại Việt Nam chúng ta với 4 phiên bản, bao gồm là thể thao này, camo đen nhám và phiên bản đường đua HRC, với mức giá bán đề xuất cũng khác nhau các bạn nhé. Nhưng sau ấy, quãng thời gian tầm từ 4 năm đến 6 tháng sau khi ra mắt thì hiện tại mức giá Honda Winner ở thời điểm này là rất tốt luôn. Có thể nói là rẻ hơn rất là nhiều, thậm chí còn thấp hơn giá bán đề xuất của hãng rất là nhiều các bạn nhé. Cụ thể như sau, Honda Winner phiên bản thể thao đang được bán tại Lai Châu mình với giá là tầm 40,5 triệu, không có phanh ABS các bạn nhé. Và đây giá bán này không bao gồm đăng ký luôn. Còn phiên bản Camo được trang bị phanh ABS giá bán vào tầm 44 triệu mà thôi. Bản đen mờ trang bị phanh ABS có giá bán tầm 44,5 triệu và cao cấp nhất là phiên bản đường đua HRC đang được bán với giá bán vào tầm khoảng 47 triệu, một giá bán cũng khá là ok rồi. Đây là phiên bản được độ lên những cái phần tem xe cũng như màu sắc nhìn ok hơn rất nhiều các bạn nhé. Trong khi đó thì mình có thể điểm qua một chút về các đối thủ trong cùng phân khúc như Yamaha Exciter 150, kể cả phiên bản mới năm 2020 luôn. Hiện tại thì Yamaha Exciter 150 đang có tới 6 phiên bản với rất nhiều các màu sắc khác nhau, lên tới 11 đến 12 màu cơ, và giá từ 46 cho tới 49 triệu đồng là giá bán chưa bao gồm đăng ký các bạn nha, tức là đang cao hơn khá nhiều so với Honda Winner. Còn Suzuki Rider lại tăng giá vượt bậc sau khi ra phiên bản năm 2020, lên đến giá bán vào tầm 54 cho tới 55 triệu với những phiên bản màu sắc cũng như tem xe mới nhá cho năm 2020. Cũng chính vì thế mà mức giá bán ở thời điểm này của Honda Winner là chấp nhận được. Có thể nói tóm lại nhá, mình đưa ra ý kiến chủ quan cá nhân mình, nếu như các bạn muốn có cho mình một mẫu xe côn tay ở phân khúc 150 khối thì nói thật ra thì ba mẫu xe mình kể đến ở phân khúc này như Honda Winner này, Yamaha Exciter hay Suzuki Rider ấy, đều có thể chấp nhận được các bạn nhé. Tùy theo sở thích của mọi người thôi, các bạn thích mẫu xe nào thì lựa chọn mẫu xe đấy, nhưng cũng phải nhìn nhận thẳng thắn vào cái điều kiện sử dụng cũng như những thiết kế thay đổi mới mẻ hơn rất là nhiều, thì có thể nói là Honda Winner vẫn là sự lựa chọn hàng đầu ở thời điểm này. Nếu như bạn nào mà yêu thích những mẫu xe của Honda nói riêng nhá,
Còn những bạn nào mà yêu thích những mẫu xe của Yamaha, Suzuki thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu xe kia, bởi giá bán cũng chỉ chênh lệch một chút thôi, không chênh lệch nhiều đâu các bạn nhé. Nên ấy, với phần giá bán này thì mình có thể đưa ra cho các bạn có thể khẳng định được là phần giá bán của Honda Grid là chấp nhận được, là ok nhất để các bạn lựa chọn. Đặc biệt là những bạn nào ấy muốn có cho mình một mẫu xe 150 khối mà chưa có điều kiện nhiều về kinh tế, các bạn chỉ cần bỏ ra nhé khoảng tầm từ 40 đến 41 triệu thôi là các bạn có thể sở hữu mẫu xe Honda Grid rồi, với những phiên bản thể thao không được trang bị phanh ABS, tức là tương đương với Yamaha Exciter cũng như là Suzuki Rider. Còn những bạn nào có điều kiện hơn một chút, các bạn có thể mua những phiên bản phanh ABS. Chắc chắn những phiên bản phanh ABS ấy sẽ tạo ra cái yếu tố an toàn hơn khi các bạn di chuyển trên đường. Chính vì vậy, đây là những yếu tố mình muốn kể đến các bạn ngày hôm nay. Có những cái hạn chế nhưng ngược lại lại có những cái rất là ok. Một cái thiết kế mới hoàn toàn, các bạn đi sẽ không bị đụng hàng với tất cả những cái mẫu xe cột tay khác trên thị trường hiện nay. Đó là những điều mình muốn nói chuyện với các bạn ngày hôm nay nhé. Một lần nữa thì nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020 này thì mình cũng xin gửi tới một lần nữa cái lời chúc sức khỏe này và hạnh phúc, an khang thịnh vượng với những bạn nào luôn quan tâm theo dõi và những bạn theo dõi video này của mình các bạn nha. Chúc các bạn là một năm mới là vạn sự như ý. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Xin chào các bạn ở những video tiếp theo.